Cuộc sống hôn nhân lạ lùng của Lưu Gia Linh và Lương Triều Vĩ suốt 16 năm. Nhà chia đôi thành hai phong cách để ai ở phòng nấy. Ảnh đế bị vợ quản từng ly từng tí như quản con. Xin chào cô chú, xin chào các bạn đi. Vậy mà vẫn hạnh phúc ngần ấy năm. Cách đây không lâu, Lưu Gia Linh từng khiến nhiều người chú ý khi đăng ảnh đi du lịch với Lương Triều Vĩ để kỷ niệm 16 năm ngày cưới. Và nhiều cư dân mạng tinh mắt đã nhận ra nơi mà họ đến chính là Bhutan, vùng đất mà đôi vợ chồng đình đám xứ Cảng chọn để tổ chức hôn lễ. Hành động lãng mạn hiếm hoi của cặp đôi này khiến nhiều khán giả phải đặt dấu chấm hỏi lắm, bởi cuộc sống hôn nhân của họ rất kỳ lạ, chẳng hề giống một đôi vợ chồng bình thường chút nào. Chuyện tình yêu của Lưu Gia Linh và Lương Triều Vĩ rối rắm thế nào thì chắc ai nấy đều biết nhỉ. Bởi khi mới quen nhau, Lương Triều Vĩ đang hẹn hò với Tăng Hoa Thiên, còn Lưu Gia Linh chính là bạn thân của mỹ nhân họ Tăng. Tái hiện câu chuyện tình yêu không có lỗi, lỗi tại bạn thân, họ từng vấp phải rất nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả. Đã thế, chuyện yêu đương của họ cũng chẳng hề êm ả chút nào. Năm 1990, Lưu Gia Linh từng gặp biến cố, nếm chịu đủ tủi nhục. Khi ấy nếu không có Lương Triều Vĩ luôn làm bạn ở bên thì có lẽ nữ diễn viên đã khó mà vượt qua. Hai năm 2002, loạt ảnh không hay của Lưu Gia Linh bị đăng trên trang báo. Chính Lương Triều Vĩ đã tuyên bố, tôi sẽ cùng cô ấy rời làng giải trí. Có lẽ đó là lý do dù Lương Triều Vĩ dính rất nhiều ồn ào tình ái, bao gồm phim giả tình thật với Trương Mạn Ngọc thì Lưu Gia Linh vẫn chẳng để tâm, quyết ở bên chàng ảnh đế suốt đời. Thật ra, theo như Lưu Gia Linh chia sẻ thì tình cảm giữa họ chẳng còn là tình yêu đơn thuần nữa mà đã chuyển thành tình thân. Chính vì thế mà họ mới có thể bao dung cho nhau, học cách cân bằng tính cách khác biệt của đôi bên. Ví dụ như Lưu Gia Linh là người hướng ngoại thích phô trương xa hoa và tiệc tùng, trong khi Lương Triều Vĩ lại hướng nội chỉ muốn ở một mình. Đó là lý do mà căn nhà chung của hai vợ chồng lại bị chia đôi với hai phong cách đối lập. Lưu Gia Linh thì rực rỡ lộng lẫy như hoàng cung để tiện chiêu đãi bạn bè, còn Lương Triều Vĩ thì đậm nét Á Đông với thiết kế cách âm hết cỡ để không bị ai làm phiền. Mang tiếng là ở chung nhà, nhưng thật ra ai sống phòng nấy, chẳng bao giờ bước vào không gian của đối phương. Đã thế, Lương Triều Vĩ còn là người sống rất cảm tính, làm gì cũng chẳng suy xét và chẳng bao giờ để tâm đến phản ứng của Lưu Gia Linh. Cứ mỗi lần buồn chán, anh lại lẳng lặng đặt vé máy bay du lịch khắp thế giới trong khi bà xã chẳng hề hay biết gì. Phải đến khi phóng viên hỏi đến, cô mới ngớ người nhận ra chồng đã vắng nhà nhiều ngày trời. Thế nên để có thể giữ được hạnh phúc, Lưu Gia Linh luôn phải là người chủ động, như cô từng than thở, ngoại trừ lúc theo đuổi tôi thì mọi thứ còn lại anh ấy đều để mặc tôi tự làm. Đâu chỉ là người phát ngôn của Lương Triều Vĩ, Lưu Gia Linh còn phải chăm sóc, quản anh như con, hướng dẫn từng ly từng tí để ông xã không gây ra những chuyện dở khóc dở cười. Đến mức nhiều người phải nửa đùa nửa thật mà nhận xét, mang danh là vợ chồng nhưng họ lại cứ như mẹ con vậy. Có lẽ chính nhờ tính cách mạnh mẽ, thích kiểm soát của Lưu Gia Linh mà Lương Triều Vĩ mới có thể ở bên cô suốt 16 năm vẫn hạnh phúc đó. Nhìn vào những hình ảnh mới nhất của cặp đôi này ở Bhutan, ai nấy đều có thể cảm nhận được họ hài lòng với cuộc sống hiện tại như thế nào. Điều khiến người ta ghen tị hơn nữa là đôi vợ chồng này đã tìm được điểm cân bằng hoàn mỹ trong hôn nhân để càng yêu thương và trân trọng nhau hơn, thành cặp đôi kiểu mẫu của showbiz.